từ mày đi kiếm đi. Ủa địa chỉ ở trong là ở đâu? Ở trong đó đó, mày vô mày kiếm đi, mày bị khùng à? Xe hứa chở tận nhà rồi giờ thả đây biết đi đâu? Mày có bị khùng không? Hồi đó giờ mày có đi xe nào mà chở mày về đến tận nhà không? Nhưng mà hứa rồi mà. Hứa thật nhiều, rất có chuyện cúng thật nhiều. Mày có nghe Hoàng Phúc không? Bữa nào tặng mày đĩa nha. Thôi đi mày ơi. Ê, chở tận nhà đi. Đi. Chở nhà đi. Biết mà. Chở nhà đi. Hên cho mày là dép tao mới mua. Ủa, nhìn cười, nhìn cười. Trời ơi. Đưa vô lớp mấy. Thế cô bông có được gọi là con trai không mày? Con trai bây giờ ngày càng hiếm mày ơi. Bởi vậy tụi mình mới ế nè. Hay là để tao quay lại cho nó mấy shop Hello Kitty. Đồ cái thứ không còn sở thích. Người gì đâu mà kỳ cục. Sài Gòn toàn thứ gì luôn không. Nhưng con gái Sài Gòn thì đẹp. Wow, tất cả con gái Sài Gòn đều đẹp. Chết rồi, mới hẹn lần đầu tiên mà mình để anh chờ như vậy. Chắc anh giận mình quá. Đa số. Tôi tức Phan Giám Khảo nữa. Nghĩ sao á, tao đẹp như vậy nè mà không chọn tao đi, chọn nhỏ xuống quắc rồi. Tao đẹp mày mà tao còn không được chọn. Thiểu số. Ê, tụi bay tao được chọn thẳng vô chung kết Fast TV Next Top Model nè. Sài Gòn chắc chỉ có hai đứa kia là đẹp thôi. Đường Sài Gòn hẻm quá trời hẻm. Đứng gì vậy? Ngốc. Ông ở nhà. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, ở dưới quê không sao, lên Sài Gòn được có mấy ngày à? Hả? Từ đầu trên tới xóm dưới lặn hết nhà này con nhà kia là sao vậy? Tôi buồn, tôi đi kiếm hàng xóm cho chơi. Giờ ông buồn phải không? Ông muốn đi phải không? Làm gì vậy? Đi luôn đi. Mà đuổi tôi hả? Dạ. Nhớ nha, tôi bất đi luôn cho coi nè. Bất mắt. Đừng có hối hận nha. Đi luôn. Tôi không giữ. Dạ thưa cô. À. Không biết cô vừa mới ly dị. Gì? À chuẩn bị ly dị. Mới cãi nhau. Nhưng đó là chuyện của cô. Bây giờ cô phải dành chút thời gian để chỉ cho con biết nhà chú Phương ở đâu. Phương giờ Phương, Phương trả mày. Phương chú mình rồi ta. Vô đặt vô đi, đặt lớn, đặt nhỏ, chung nhỏ luôn. Rồi dở tay cái dở. 1, 2, 4 xỉu, căng hết. Nãy giờ xỉu hoài luôn ta. Vô vô, đặt vô bà con ơi, đặt tan lớn, chúng nhỏ luôn. À lớp bầu với chú luôn, chơi lớp bầu với chú luôn. Lấy tay nha, cái chuẩn bị khui nha. 2, 5, 6, tài. Yeah, ngày á, à, tao lao vậy? Tao đặt xỉu rồi, 2, 5, 6 tài nè, tao chơi dằn mặt luôn nè. 1, 4, 3, tao bỏ ba con đó ra, chơi với nó luôn. Rồi, đặt tay, lấy tay cái khui nha. Khui đi, khui đi. 2, 5, 6, tài, cái hết. Quy, Đậu Thanh. Châu Tinh Trì. Châu Tinh, Quy. Sao mày biết được ra con gì hay vậy? Hên. Quy, có đặc gì công năng nè. Hay mày giúp tao một dán đi. Không rảnh. Chi tiền lại cho. À, cái điều này là đang kiếm nhà nè. Ủa, sao mày biết vậy? Không biết. Chỉ tao đi. Không rảnh mày. Mày đặt là mặt xoay ca tao chứ chắc đẹp trai hơn tao à. Thôi chỉ tao đi mà. Giờ kiếm nhà phải không? Đúng rồi. Cỡ mày nha, lơ ngơ cỡ mày là chưa kịp kiếm nhà là lột sạch hết đồ rồi. Ghê vậy? Ừ, nhiều khi không còn cái gì trên người luôn. Sài Gòn á, tao nắm trong tay. Mày tìm đúng người rồi đó. Bữa hết vô là chết, là mở ra là sống. Giúp tao đi, rồi tao chỉ nhà cho. Đi mày. Vô đi mọi người. Ê tụi bay. Tao dẫn quý nhân của tao tới rồi nè. Giới thiệu cho
Đây, ân nhân của tao. Châu Tinh. Mày tên gì? Mày tên gì? Đăng. Châu Tinh Đăng. Mặc kiện. Đánh gì vậy? Đánh gì vậy? Đặt đại đi. Ui, cái gì giỡn được chứ? Cái này không giỡn được nữa nha. Tiền á, điện á, không giỡn được đâu. Đặt cái gì? Đặt cái gì? Đặt đại đi. Ôi, yeah. 50% tài, 50% xỉu. Mày điên hả? Lẹ lẹ đi, giặt tay cho chuẩn bị xuống. Từ từ. Làm gì điên? Mày đặt vậy là tôi quê tới lộ đó. Có chơi không? Chơi, sợ là... Chơi chứ. Bị nè. Quý nhân nó đại, đại là lớn. Ê, tài. Tài. Ê, Da Đen. Tao ghét nhân nào nói tao Da Đen á. Đặt nhiều tiền quá, lấy thun buộc lại đi, cho đỡ bay. Tao thích cái sự tự tin của mày, hay lắm. Tài rồi. Khu đi mày. 1, 2, 4 xỉu. Mày nhìn lại đi. Nhìn cái gì mà nhìn hết tiền cho người ta luôn kìu. Theo vinh hoa mây mùa gần rồi. Anh quá mày ơi. Trời ơi tao thương mày ơi. Công an. Tiền tao đâu rồi? Trả đi. Tiền luôn. Thôi mày nín giùm tao cái đi. Cái này không phải là tao muốn giúp mày đâu nha. Trời ơi. À, giấy chỉ đường. Mày sao vậy? Ủa mày không biết đọc chữ hả? Mày có chắc là đi vậy này không? Chắc. Sao vậy? Lại. Mày có quan hệ gì với người này? Chú tao. Sao vậy? Mày là cháu với Phương Dơ. Đúng rồi. Tưởng ai người nhà không à? Đi theo tao. Chắc chưa chú? Rồi á. Nhiêu rồi chú? 50 anh. Cái gì? Bơm cái xe còn 50 cho nội. Không biết chạy giá hả? Nè 5.000 nè. Nói cho cố. Chạy xe cho sang cho cố vô. Không có tiền bơm xe. Chú Phương. Hàng về. Xe đâu? Để gì? Hàng. Chú Phương, con Đăng nè chú. Trời thần quỷ, dạo này bác Năm khỏe không? Ủa bác Năm nào chú? Vậy chứ mày Đăng nào vậy? Chú Phương. Ê, vô đưa mặt ăn cơm mày. Dạ. Ê, còn quỷ gì nữa? Mày lên đây sao không báo trước cho chú biết gì hết trơn mày? Con muốn ở dưới quê đâu, muốn lên đây luôn với chú à. Hay á, hên là mày không báo trước á. Báo trước đời là tao cho mày lên đây. Tiền chạm hậu thấu hả mày? Thôi chú cho con đây, con đi chỗ khác. Thôi lỡ rồi. Mấy hôm nay với tiệm sửa xe đông khách quá làm không kịp. Tao với Thái làm không có sể. Ở đây phụ đi. Cái gì ba người gì? Tiệm mấy bữa nay ế mà sể lòi luôn á. Sể cả khúc chị nàng mét mấy á. Ở thao gà mà ba người làm sao mà được. Hai người làm không. Ế làm à? Ế sể à. Bây giờ lớn Đăng lên rồi nếu ế quá mày nghĩ. Đông lắm Đăng rồi. Tao nói mày 4-5 người làm không à. Mới hết được công việc đó. Tiệm đắt quá. Sắp vào rồi, điểm sắp vào rồi. Mày... Ừ. Nghĩ xưa xe đi bán bánh tráng thì giờ mày. À, ừ. Thôi vô trong đứng. Mày ghiết rồi cái miệng mày vậy Thái. Nói cái gì cũng chú. Được chứ mày. Chú. Gì? Mẹ
này là thằng cháu dưới quê của chú mà hay kể hả? Nó trai mày nhìn mày không biết sao? Hai chú cháu nè, đẹp trai như nhau. Tôi nghĩ sao vậy? Hoang tưởng hả? Nó ở dưới này là đẹp trai là chú ở dưới này, nhiều khi dưới qua lòng đất luôn, xuống dưới gặp ông Diêm Vương luôn á. Ừ, đẹp trai cũng là hoang tưởng. Thôi, cũng tới giờ cơm rồi. Ừ. Đi về nhà đi để cho tao với thằng Đăng ăn cơm nữa. Gì vậy? Tại chính miệng chú kêu vừa rửa tay rửa mặt ăn cơm về chưa ăn sao vậy? Hồi nãy là tính hai người, là tính không có thằng Đăng. Tao nấu cơm mà nấu chỉ hai người thôi, bây giờ có thằng Đăng không lẽ cho cháu tao nhìn đói mày. Thôi, hay chú để nó lại ăn cơm chung đi, còn ăn cũng ít lắm. Ít cái gì mà ít con? Cơm của chú á là nấu cực kỳ ngon con biết rồi. Mà cơm của chú á là phải cho những người có cái con mắt thẩm mỹ ăn, phải không? Chứ không có cho mấy người mà có cái con mắt bùi bị bù lạch nó ăn, không có cái nhận xét gì cái đẹp ăn. Trời vũ chú Vương à, chú mà có một cái nét đẹp tiềm ẩn chú. Trời ơi, con chưa bao giờ gặp ai đẹp như chú luôn á. Nói với chú là không phải là ngang ngang á. Nói 10 thì chú không phải là 9 với 25, 9.5 cũng được. Đẹp trai nói chung là trời ơi, con chưa bao giờ gặp ai đẹp trai như chú à. Rước dù tắm rửa rửa mặt cho nó mát mẻ ra ăn cơm cho ngon con nha. Dạ trời, nhớ là phải sống chung thật như vậy nha con. Dạ đúng rồi. Ừ. Good. Trời lợi hại lắm á. Dễ thương lắm, được cái nó sống thiệt tình, ít khi nào mà nói xạo lắm. Dạ. Ai vậy? À, chú con ơi, chú. Trời ơi, chú Phương. Hả? Chú làm gì là rình mò như con gái tắm vậy chú? Con bình tĩnh đi, đừng có sợ nha, khoan. Trời, chú đứng ngoài cửa vậy mới làm con sợ á. Nghe chú hỏi nè. Dạ. Con lên đây như vậy á, rồi ba má dưới quê có biết hay không? Con không muốn nhắc tới chuyện đó chú ơi. Chú tiếc cho con quá. Còn có một năm nữa tốt nghiệp rồi, không ráng lên được. Không biết cái chuyện gì tự nhiên đùng đùng lên đây. Thôi, có gì để nói sau nha chú. Bây giờ con buồn ngủ quá. Thôi được rồi, có gì khi nào tinh thần ổn định thì kể chú nghe. Dạ. Ở trên này á, khuya xuống lạnh lắm, coi chừng đổ bệnh đó. Chú Phương. Người nhà không à, không cần phải cảm ơn đâu. Dạ không, mệt hôi quá chú. Mày chịu hôi hay mày chịu lạnh? Dạ thôi, để con cố gắng con chịu hôi. Ừ, ké đặt là màu mày. Tưởng nó cảm động chứ. Mày mà không trả hết tiền cho tao, tao đập nát nha mày. Trả mà. Tôi trả mà, đừng có đánh tôi nữa. Bây giờ tôi chưa có tiền. Không có tiền, không có tiền rồi hả? Đừng đánh đi, tôi trả mà. Đi ra. Ba, ba có sao không? Con đã nói ba bao nhiêu lần mà, đừng có bài bạc nữa. Ba biết rồi, cho ba xin lỗi. Cho ba hứa ba sẽ không bài bạc nữa đâu. Tôi nói hôm qua vậy, đừng có bài bạc. Con thì đánh tao nè, đừng đụng cái gia đình tao. Mày ngon. Để đây. Biến đi. Trời ơi. Trời. 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 Ôi sao tự nhiên mày tự giả mặt vậy thế? Trả cái đầu mày á. Tự nhiên mày quýnh tao cái quá hấp luôn. Ủa tao quýnh mày hả? Mày quýnh ai quýnh? Tự nhiên mày kêu có ngon lại đây. Cái tao ngon nè. Tao lại nè mày quýnh tao luôn. Thấy bảy mặt trời, thấy bảy mặt trời. Ờ đúng rồi, đúng. Đúng vậy đúng, đúng xin lỗi người ta đi. À hay mày kể tao nghe sao tao đánh mày. Mày chạy à? Mày chạy à? Thấy à? Con đang làm gì thằng Đăng vậy?
có kịp làm gì đâu. À, nếu mà chưa kịp làm gì thì con làm tiếp đi cho nó trọn vẹn nha. Chú đi xuống dưới rồi, không phiền tụi con nữa. Con thỏ này là của con hả Đăng? Dạ đúng rồi, đáng yêu mà chú. Dễ thương, đáng yêu. Tụi con làm gì làm tiếp đi nha. Nhưng mà Thái, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chở thằng Đăng đi vòng vòng cho biết được Sài Gòn đó. Chơi gì chơi, mà chơi vừa sức thôi, đúng chưa? Ừ, con chơi tiếp đi. Ở đây nè. Mày nói Sài Gòn nhiều cái đẹp lắm. Sáng giờ đi toàn bụi, nắng, kẹt xe đó. Chả có gì hay ho. Cái này là đặc sản của Sài Gòn á. Chả biết gì hết thôi. Không thích nhìn quang cảnh thì giờ tao cho mày ăn uống đồ ngon ở Sài Gòn. Trong quán này có nhỏ phục vụ. Mày có biết Ghibli Sa Chi Nguyễn Thị Thủy trong Pháp TV không? À biết. Trời ơi, con nhỏ nó biết nó đẹp cỡ nào, trắng cỡ nào, nhưng mà chỉ được nhắc tên thôi. Nó làm phục vụ ở quán này. Gì hả? Em ơi, cho anh kêu nước đi nào. Ngon lắm. Nó mì. À không, nhỏ xíu à. Nhưng mà trắng trẻo đẹp. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì? À, không phải, mày. Này này gì á chứ không phải Thủy đâu. Ủa Thủy của anh đâu? Dạ chị Thủy xinh đẹp của anh từ ngày bước chân vào showbiz đã không còn làm việc ở đây nữa. Bây giờ quán này chỉ còn một mình em thôi. Em Lê Lý Thủy Mộng, em gái của chị Lê Lý Lan Hương. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì? Đây có gì ngon? Dạ nói về ngon á thì em đây sẽ giới thiệu với các anh về các món ngon của em. À mai mốt nói liền mạch nha, đừng ngắt ngắt quãng gì giải gây sự hiểu lầm ghê lắm. Rồi giới thiệu đi. Như quý khách cũng đã biết, quán em nổi tiếng về tất cả các loại cà phê. Quán em có hàng ngàn loại cà phê được tập hợp từ khắp nơi trên mọi miền trái đất. Chẳng hạn như cà phê đen, cà phê sữa, cà phê đá, cà phê đen ít đá nhiều sữa, cà phê sữa ít đá nhiều đen, cà phê ngọt, cà phê lạc, cà phê đắng và mưa. Có cà phê nào khác không? Dạ có. Cà phê gì, cà phê gì? Cà phê trồn. Cho 2 ly phê trồn. Hết cà phê trồn. Hết phê trồn. Phê sữa đi. Hết cà phê sữa. Thôi nói chung là cà phê gì cũng được. Nói chung là quán em không có còn loại cà phê nào hết á. Thôi cho 2 ly nước cam đi. Quý khách có chắc chứ? Ok, nước cam đi. Xin quý khách vui lòng chờ đợi trong giây lát. Em sẽ quay lại sau. Hát nước quá. Hát nước quá em ơi. Ủa? Nước cam của quý khách. Ủa kêu nước cam hả? Dạ vâng. Trước mặt quý khách đó chính là hai lon Mirinda. Vị cam cực mạnh, càng nhiều càng sảng khoái. Nhưng mà lấy có hai lon nước ngọt làm cái gì mà lâu dữ vậy? Lấy nước thì nhanh mà tại em vô em thay cái áo nên hơi lâu. Hồi nãy á, mà anh kêu nước ép dưa hấu hay là thơm là em đâu có thay áo đâu. Thôi thôi được rồi, vô đi. Làm mất hình tượng với nước cam luôn. Thôi là này ngon. Này bán mày. À số điện thoại của em á. Quý khách có cần gì thì cứ gọi cho em nha. Call me maybe. Mày lấy đi, người ta đưa cho mày mà. Thôi mày lấy đi, cho mày luôn. Thôi đi đổ rồi nè. Thôi mày lấy, tao đưa. Thôi mày lấy đi. Phải rồi. Thôi uống nước đi. À uống đi. Mà mày nói món ngon là có nhiêu đây thôi hả? Từ từ. Món chính chuẩn bị bắt đầu nè. 3 2 2 1 OK. Thấy không? Ngon. Gì mà vừa thơm mà vừa trắng. Đá thiệt. Ừ. Thơm có, trắng có, mà có cái đùi hơi đen.
gu tao mày. Mà mày nhìn ở đâu mà đùi đen vậy? Tao thấy trắng bóc không à? Ôi trời ơi, trời ơi, Đăng ơi Đăng, món ngon là bên kia kìa. Nhưng mà sáng giờ tao chưa ăn, tao đói quá. Trời ơi, đói cái gì, phụ nữ đẻ ra mình bỏ ăn đi. Mày nhìn mày cứ tưởng tượng xào lông xào lụa gì là mày nó ngon à. Thiệt không? Thiệt. Thứ. Sao mà khéo đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời. Đẹp thật. Quý Quý, mày nhìn khớ kìa. Làm gì lén lén lúc lúc mà nhìn gian với thời gian luôn. Thấy không? Ôi, trời ơi, chết rồi trời. Trời ơi. Tỷ tỷ giờ thành ớt. Quý Quý, Quý Quý, Quý. Chuyện của người ta mày ơi. Thôi mày ngồi, phức tạp lắm. Mày ngồi mày đợi tao chút. Ăn. Ê, ta đụng xe đây nè ba. Trời ơi, cái thằng. Đợi anh chút quay lại tính tiền. Ăn. Chú ơi, con xin lỗi chú. Tại chú xuống bất ngờ quá, con thắng không kịp. Trời, bất ngờ cái gì? Tôi đi đứng đàng hoàng, cô chạy ẩu tả đụng vô tôi còn nói nữa. Chị Hương, giờ sao? Sao em nhảy xe kỳ vậy mi? Không kịp. Ôi. Chú ơi, giờ sao chú? Sao cái gì? Bây giờ đền tiền cho tôi chứ sao? Đền tiền? Dạ để con về con kêu mẹ con lên đền tiền cho chú. Chị Hương về chứ Hương. Ơi, trời ơi mày điên hả? Mày điên rồi tao biết đâu mà tiền con. Trời ơi muốn chạy trốn hả? Không phải. Trời ơi làng nước ơi con. Bà con ơi nó vương bụng tôi rồi nó bỏ chạy nè bà con ơi. Con phải chứ. Ôi già đầu ơi. Chú có chuyện gì vậy chú? Hai cô này đụng tôi rồi đầu bỏ chạy nè. Đâu chú cho con coi. Ủa thôi được rồi. Chú là ai vậy? Nói lại chú cũng đâu biết đâu, hỏi chi. Ủa cái gì đâu vậy? Vô nhiều chuyện thôi. Cô kia, chạy xe có gì vậy? Đụng người ta té vậy, còn đứng thanh minh gì nữa? Còn cô, chố mắt nhìn cái gì? Tưởng người ta nằm đây ăn vạ hai cô hả? Có thấy người ta ngồi nghe ổ kiến lửa đâu đó, đứng lên không nổi không? Kiến lửa hả? Kiến lửa hả? Đâu? Ôi, coi bộ chân chú lành nhanh quá ha. Con kiến lại hại ghê. Có chức năng cải tử hoàn sinh. Nhớ cái mặt tao rồi mày. Tao à? Yeah. Lên bắt tao coi chừng. Yeah. Mày không? Toàn cướp giờ. Đừng em à. Thằng Thái này trước giờ làm việc nghỉ hiệp, không bao giờ muốn nhận lời cảm ơn. Cảm ơn bạn nha. Không có gì. Đuổi chưa My? Đi về. Đuổi gì vô tắm vậy? Thôi cũng trễ rồi, để hai chị em mình về nha. Trễ gì bye không? Bye bạn. Bye gì cho xin Facebook với điện thoại đi. Cảm ơn bạn lần nữa nha. Bye. Châu đi mà. Về rồi. Ủa mày không xin giùm tao gì hết? Tao có số điện thoại nè, lấy không? Thằng lẹ. Đây. Số của mộng quá. Về. Tối rồi. Chọc. Giờ về tắm cái ăn cơm cho đã. Ừ. Hai thằng hồi chiều nó phá tao đó. Quen sao không quen, chiều mới gặp đó. Ừ, tao cũng thấy quen. Mày mau quên quá. Mà mau quên như mày hay á, coi như không quen nó đi. Bây giờ nó chặn đường nói gì mà tiếp ngày. Bình thường. Ừ. Bên này ba thằng. Bên đó một đống. Mày biết đi đường nào rồi gì? Giờ như vậy, tao chùm khu này, mày không biết rõ. Tao lo thằng áo đỏ, ấm như em nhắc không cầm cây. Mày lo hai thằng cao to cầm cây, hiểu chứ? Tốt. Về lại đây với anh kề đôi vai này.